Hello, xin chào các bạn, lại là mình, Nhân BB đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi mà chúng ta sẽ hóa thân vào một thanh niên trong Minecraft. Di chuyển, chạy thật nhanh và đi đến đích các bạn ơi. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp những thanh niên này lại với nhau. Đây, tạo ra một dân chơi mới. Đó chính là Freddy các bạn ơi. Ha, lần này quân của mình sẽ giành được chiến thắng. Chiến đấu. Trời ơi, chúng ta vừa chạy này, di chuyển này để lấy được nhiều quân và sau đó tiếp tục kết hợp để chiến đấu các bạn ạ. Đấy, chiến đấu để hy vọng mình sẽ kết hợp tạo ra một chiến binh mạnh nhất các bạn nha. Đây này, các bạn nhìn thấy mình này. Mình đang di chuyển thế này các bạn ơi. Wow, mình đã có được hai chiến binh nữa rồi. Mình vẫn giữ được cái chiến binh cũ của mình nhé các bạn nhé. Ui, bây giờ chúng ta có thêm tiền này. Mua thêm. Ui, Bunzo Bunny này các bạn ơi. Mình xin vào hai em Bunzo Bunny luôn. Bunzo Bunny nhưng lại giống Minecraft các bạn ơi. Trời ơi, ảo thật đây. Chúng ta đang chiến đấu trên một cái vườn của Minecraft các bạn nha. Bây giờ xông lên Bunzo Bunny. Ui, bắn nó khối vương Minecraft các bạn ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Chiến thắng đời. Yeah, chúng ta đã giành chiến thắng đây các bạn ơi. Wow, 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 wow. À quên, các bạn ơi, bây giờ các bạn hãy ấn đăng ký kênh, ấn like video để theo dõi Nhân BB nhé, để không bỏ lỡ Nhân BB, video của Nhân BB, chứ quên. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ video của Nhân BB nhé. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta tiếp tục chiến đấu nào. Ui, các bạn ơi, ở đây có cái bẫy này. Nhân BB đang nhặt có cái bẫy rồi. Wow, dưới đây là dung nhang này. Bay luôn qua luôn. Trời ơi, làm sao mà đỡ được Nhân BB. Ui, trừ 2 và chỉ 2. Trời ơi, mình ít quân quá các bạn ơi. Mình bị trừ mất mấy quân rồi. Mình sẽ cho quân của mình lên đây các bạn ơi. Ui, chà chà. Và bây giờ sẽ kết hợp lại với nhau. Đấy, một đội quân luôn. Ngầu chưa các bạn ơi. Đấy, kết hợp sẽ tạo ra một chiến binh mới mạnh hơn các bạn ạ. Chiến đấu nào. Quân của Nhân chắc chắn sẽ giành chiến thắng hơn. Vì quân của mình đông hơn mà, đúng không các bạn ơi. Chiến đấu, chiến đấu. Thắng rồi. Yeah, lại thắng nữa rồi các bạn ơi. Tuyệt vời. Tiếp tục này, mình sẽ phải di chuyển thật nhanh các bạn ơi. Di chuyển. Nhưng mà trong lúc di chuyển mình phải gọi được thêm quân các bạn nha. Thì ui trời ơi. Các bạn ơi, nhìn kẻ địch này. Kẻ địch có một chiến binh mới này các bạn ơi. Ui, thanh niên này có thể có một cánh tay rất là to ở đây luôn các bạn ạ. Ê, đừng khinh thường kẻ địch nha các bạn ơi. Bây giờ Nhân BB sẽ kết hợp quân này. Yeah, mình tạo ra được Freddy các bạn ơi. Wow, Freddy mới này. Khét luôn, chất luôn bạn ơi. Đây này, quân Freddy của mình đây này. Ngầu chưa các bạn ơi. Tiếp tục kết hợp này. Yeah, hai Freddy siêu cấp luôn các bạn ơi. Bunzo Bunny này mình kết hợp tiếp. Boom. Mình có thanh niên mới này các bạn ơi. Trời ơi. Yeah, vậy thì quân mình chả sợ kẻ địch đâu. Các bạn hãy xem nhé. Và bạn nào chưa đăng ký kênh, ấn đăng ký kênh ngay nhé các bạn nhé, để theo dõi mình nào. Bây giờ thì tấn công. Ui, các bạn thấy chưa, cánh tay bắn ra đấy. Ngầu chưa. Wow, ghê thật đấy. Quân mình mạnh hơn, quân mình khỏe hơn quân kẻ địch. Và quân mình đã giành chiến thắng rồi. Yeah, quá hay luôn. Quá hay luôn các bạn ơi. Tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển nào. Cộng 3 các bạn nha. Mình ấn vào cộng 3, mình sẽ được cộng 3 chiến binh. Yeah, bay qua chỗ dung nhang này nào. Đừng rơi xuống dung nhang. Trừ 2 và trừ 3, mình sẽ chọn trừ 2 các bạn ơi. Oh no, quân của mình đây rồi. Rồi, chúng tôi đã đi tới nơi. Chúng tôi đã đi tới nơi và bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu các bạn ơi. Cho kẻ địch một bài học nào. Xông lên anh em ơi, cố lên. Tùng tùng tùng, cố lên. Đấy, các bạn thấy chưa, cái cánh tay này đang bắn ra đấy. Dài chưa. Wow, thanh niên này trong Poppy Playtime các bạn ơi. Nhưng mà hình hài của Minecraft ấy lạ lắm chưa nhỉ. Ảo thật đây. Rồi, tiếp tục chiến đấu nào. Lần này chúng ta phải di chuyển. Ui, tốc độ nhanh quá các bạn ơi. Bay được rồi. Yeah, x2, chia 1. Các bạn đã chia 1, mình sẽ không mất. Ôi, no. Mình bị một cái gọi là cái lưới hái dung nhang này các bạn ơi. Cái búa dung nhang này nó quật cho mọi người một cái, thế là mình tiêu hết luôn rồi. Tiếp tục chơi lại nào. Ui, không biết cái quân đội của mình ở bên trên kia còn không các bạn ơi. Vẫn còn quân đội các bạn ạ. Ui, bay xuống nào. Rồi, nè nè. Ui, lính đỏ kìa anh em ơi. Tấn công. Ui, mình bị mất quân rồi. Hay da. Thì ra các mi không biết sức mạnh của ta. Ta là siêu nhân mạnh nhất thế giới đây. Kết hợp tạo ra các bạn ơi. Boom.
Ui dồi ôi, một chiến binh mới này, ghê chưa các bạn ơi, ngầu chưa? Được rồi, bây giờ thì tấn công, cho kẻ địch một bài học đi nào các bạn ơi. Yeah, mình sẽ giành được chiến thắng các bạn ạ. Cố gắng lên nào, cố gắng lên nào. Thua chứ cần gì nữa, làm sao mà thắng được nhân BB đúng không các bạn ơi. Yeah, thắng nữa rồi. Quá dễ dàng đúng không các bạn ạ. Mình chạy, tiếp tục chạy này. Cộng 3. Ui, cần phải nướt qua cái chỗ dung nhang này. Mà không nướt qua là mình thua đấy các bạn ạ. À, trời ơi, mình quay sang nói chuyện với các bạn, mình đã thua rồi. Trời ơi, nhìn các bạn một tí mà mình chết hết quần rồi. Các bạn ơi, buồn quá. Trời ơi, buồn cho Nhân BB quá. Các bạn hãy ấn like video, đăng ký kênh để Nhân BB đỡ buồn nhé. Trời ơi, lại nào. Chúng ta sẽ làm lại, lên luôn. Bây giờ Nhân BB sẽ tập trung vào chơi. Đấy, bay quá hết luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình lại bị trừ mất 2 quân rồi. Ok, được rồi. Chúng tôi tới đây. Let's go. Chiến đấu. Bùm, bùm, bùm. Đấy các bạn chưa, quân của Nhân BB lại tiếp tục chiến đấu rồi. Mấy anh lấy trong Minecraft này, cố lên nhé. Chiến đấu đi. Chiến đấu nào anh em ơi, chiến đấu đi. Wow. Ê, thắng rồi. Quân kẻ địch yếu quá. Trời ơi, mình vẫn không thể tin được quân của mình này mạnh như thế đâu các bạn ạ. Đấy, chưa thua một lần nào luôn. Lên luôn. Cứ mỗi lần mình chiến đấu là mình sẽ giành được chiến thắng các bạn nhé. Lại bay qua chỗ dung nhang này, quân mình nhiều. Ok. Lại trừ mất quân rồi, tiếc quá. Ui, lên nào. Kẻ địch đâu rồi? Ui, lần này kẻ địch mạnh hơn rồi đấy các bạn ơi. Nó kết hợp được nhiều quân chưa? Nhưng mà quân của Nhân BB thì đông hơn, nhiều thanh niên cầm kiếm kim cương hơn. Rồi, các bạn xem này. Ui, quân kẻ địch nắm phát đỉ quá. Không biết mình có thắng hay không đây. Trời ơi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Không, chết tôi rồi, thua rồi. Trời ơi, mèo. Thua rồi các bạn ạ. Trời ơi. Kẻ địch khinh thường Nhân BB quá mà các bạn ơi. Ui, bây giờ Nhân BB phải nhảy này. Ui, cao chưa? Cộng 4 đi các bạn ơi. Rồi, lần này Nhân BB đã có nhiều quân hơn rồi đấy. Nhưng mà mình phải cẩn thận nhá. Đi qua cái bẫy này, mình đã tránh được cái bẫy này rồi. Tiếp tục lại phải chiến đấu với lính đỏ. Được rồi. Khinh thường Nhân BB đúng không? Bây giờ Nhân BB sẽ kết hợp quân lại, tạo ra một đội quân mạnh nhất thế giới cho mà xem. Ê, các bạn thấy chưa? Mình đã kết hợp này. Đấy, khác chưa? Rồi, bây giờ mình nhá, xin thêm chiến binh các bạn ơi, xin thêm đây. Xin thêm thỏ này, thỏ Bunzobuni này. Ấy, ngầu chưa? Sau đó kết hợp tiếp này. Đấy, ai biết nào người mạnh nhất thế giới đây. Boom. Nhân BB có nhiều tiền mà các bạn ơi, mình mua mình kết hợp luôn. Đấy, một đội quân này mặt tay dài luôn các bạn ơi. Thắng chắc luôn rồi các bạn à. Mình có thể giành được chiến thắng đấy. Ê ê ê ê ê ê ê ê tuyệt vời. Thắng cách dễ dàng các bạn ơi. Rồi, tiếp tục chiến đấu tiếp nào. Xem nào, Nhân BB còn phải vượt qua những thử thách nào khó khăn hơn nữa đây các bạn ơi. Ui, chia một. Ui, lại cái búa này. Ui, nhân cách cái búa này. Oh no, cái búa này nó ghê gớm quá các bạn ơi. Một lần nữa nó lại quýnh cho mình thua sấp mặt rồi. Trời đất ơi. Được rồi, anh em để tôi. Tôi trên lại ván này. Các bạn để mình xem mình đây, bay qua chỗ dung nhang này. Rồi, ok. Nhận thêm quân. Trừ 2 với chia 2, trừ 2 các bạn ơi. Mất 2 quân. Wow, lần này kẻ địch có thêm đội quân mới, đó chính là búp bê Bobby Playtime kìa các bạn ơi. Mình cũng sẽ kết hợp. Wow, mình tạo ra chiến binh mới này. Quân mình mạnh chưa? Được rồi, bây giờ kẻ địch khinh thường Nhân BB thì mình sẽ xin thêm quân các bạn ơi. Đây, một đội quân của mình nữa đây. Chiến đấu nào anh em ơi, cố lên. Boom, boom. Không biết có thắng được hay không các bạn ạ. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng để giành chiến thắng thôi, chứ còn gì nữa. Ấy, ui, nguy hiểm quá. Tôi xong, quân mình lại thua nữa rồi. Buồn quá các bạn ơi. Các bạn ấn đăng ký, ấn like để Nhân đỡ buồn nhé. Nhân sẽ cố gắng chiến đấu và giành chiến thắng các bạn ơi. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Nhân BB nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cộng 4 các bạn ơi. Mình sẽ kiếm thật nhiều quân ơi. Anh em ơi, cố lên cái bẫy này. Trời ơi, lại chiến đấu với ba tên lính Quit Game này các bạn ơi. Được rồi,
Nhân BB đã có thêm quân rồi. Ôi, quân của mình. Ui, một thanh niên này bị rơi xuống đất này các bạn ơi. What, trời ơi, tiếc quá anh em ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ quyết tâm chiến đấu. Hy vọng là mình sẽ giành được chiến thắng các bạn à. Trời ơi, cố lên nào anh em ơi. Ê, mình đã kết hợp được nhiều quân chưa? Tiếp tục này. Boom. Wow, Haki Wuki này. Trời ơi, Haki Wuki nhưng mà này kiểu Minecraft các bạn ơi. Ngầu chưa? Được rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng chiến đấu nào. À ha ha, mình có quân mới rồi. Cố lên, anh em ơi. Cố lên, cố lên Haki ơi. Tấn công vào bên trong của kẻ địch đây. Chiến đấu đây. Yeah, cố lên, cố lên, cố lên. Yeah, thắng rồi. Yeah, mình đã giành chiến thắng rồi các bạn à. Hay quá. Trời ơi, cái trò này mình cảm giác khá là hay luôn. Các bạn ơi, các bạn có thích cái video vừa rồi của mình không? Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và ấn like video để theo dõi Nhân BB nhé các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Ok.